đấu còn lại sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh của TV vào lúc 19 giờ. Đó là cặp đấu giữa câu lạc bộ Việt Theo gặp Dược Nam Hà Nam Định. Đập nhả khá hay, Văn Toàn, Văn Toàn, Văn Toàn, bàn thắng dành cho Hành Gia Lai. Tỷ số là 1-0. Đó có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu này. Nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Trước đó là một loạt tình huống đập nhả ở khu vực giữa sân trước khi Văn Toàn đột phá dũng mãnh, dứt điểm dội cột dọc khung thành của Tôn Tuấn Linh trước khi bóng đi vào lưới. Tỷ số là 1-0. Trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân nhà Pleiku, Văn Toàn là người ghi bàn thắng. Đó là một quyết định cực kỳ hợp lý. Đi bóng sộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Sửa che bóng gọn gàng, đem về bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ Anh Gia Lai. Lại là Văn Toàn, lại là cái tên mà có lẽ là người hâm mộ bóng đá Gia Lai chờ đợi nhất ở mùa giải năm nay, khi mà Tuấn Anh mới chỉ trở lại thi đấu sau chấn thương và Vũ Văn Thành thì vào lúc này vẫn chưa thể góp mặt trong đội hình. Hồ Chí Minh đã đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi vượt qua BKMX Bình Dương với tỷ số 3-2. Trong khi đó thì câu lạc bộ Hà Nội ngày hôm qua đã phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng trên sân động 19 tháng 8 của Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Ngôi đầu của V-League một lần nữa đổi chủ, và đúng như dự đoán thì năm nay sẽ là một năm mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội được bóng được đánh giá cao nhất trong cuộc chạy đua tới ngôi vị vô địch, sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là huấn luyện viên Tăng Thanh Hùng của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Đội bóng đã giành thắng lợi liên tiếp trong hai vòng đấu gần nhất. Sẽ là một cuộc đối đầu thú vị trên sân vận động Pleiku ngày hôm nay. Trong hiệp 1 của trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai ra sân trong bộ trang phục màu đỏ sẽ là những người chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Đường xuất phát của câu lạc bộ chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai ở trận này gồm có thủ môn mang áo số 1 Victor Ziesma, cao thủ số 2 Lê Văn Sơn, số 3 Nguyễn Hữu Anh Tài, số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy, số 8 Trần Minh Vương, số 9 Nguyễn Văn Toàn, số 10 Trevor Watt, số 11 Nguyễn Tuấn Anh mang băng đội trưởng, số 15 Trương Trọng Sáng, số 66 Lê Đức Lương và số 97 là Triệu Việt Hưng. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là ông Dương Minh Ninh. Người đang có bóng là Mạc Hồng Quân. Ngay lập tức là một đường chuyền hướng tới vị trí của Diachenko. Diachenko. Tiếng còi đã cất lên. Trung phòng của Than Quảng Ninh vừa bị thổi phạt. Đó là cách mà các tiền vệ của câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã chơi bóng ở mùa giải này, với những pha xử lý ít. Những phút thi đấu đầu tiên đã trôi qua khi mà đội khách Than Quảng Ninh đang có được một màn trình diễn tốt hơn. Rất nguy hiểm. Nhật Bình thêm một quả tạt nữa. Đội bóng áo xanh đang có được tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn so với đối thủ. Bóng liên tục được nhồi về phía khung thành của thủ môn Vigor Chesma bằng những quả tạt ở hai biên. Vừa rồi thì người đã bị phạm lỗi là Văn Toàn. Một bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay sẽ là một... Đây là ông Lee Chung Jin, trợ lý huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Kim Bong Jin cũng giống như Phạm Hồng Lâm là những người không thể ra sân thi đấu bởi chấn thương. Và đây là Vũ Văn Thanh, người đã về nước từ đầu tháng 4 sau quãng thời gian điều trị chấn thương tại Hàn Quốc. Trevor Watts đường vào khá hay. Đó là tình huống dứt điểm một chạm, tình huống dứt điểm của Triệu Việt Hưng. Một đường chuyền vừa đủ lực để giúp cho tình huống xâm nhập của tuyến 2 câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có được cơ hội dứt điểm tốt. Đúng là khi bỏ qua một bên những sự rườm rà trong những tiếng xử lý. Một số bóng của Nguyễn Phong Duy, bóng đi quá sâu. Như vậy là một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua trên sân Pleiku. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Một trong hai cặp đấu của vòng đấu thứ 5 diễn ra trong ngày hôm nay. Trận đấu còn lại sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh của TV vào lúc 19 giờ.
Đó là cặp đấu giữa câu lạc bộ Viettel gặp Dược Nam Hà Nam Định. Đập nhả khá hay, Văn Toàn. Văn Toàn! Văn Toàn! Bàn thắng dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Tỷ số là 1-0. Đó có lẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất ở vòng đấu này. Nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Trước đó là một loạt tình huống đập nhả ở khu vực giữa sân trước khi Văn Toàn đột phá dũng mãnh, dứt điểm rồi cột dọc khung thành của Tôn Tuấn Linh trước khi bóng đi vào lưới. Tỷ số là 1-0. Trận đấu thứ hai liên tiếp trên sân nhà Pleiku, Văn Toàn là người ghi bàn thắng. Đó là một quyết định cực kỳ hợp lý. Đi bóng sộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Sửa che bóng gọn gàng, đem về bàn thắng mở tỷ số cho cầu thủ Anh Gia Lai. Lại là Văn Toàn, lại là cái tên mà có lẽ là người hâm mộ bóng đá Gia Lai chờ đợi nhất ở mùa giải năm nay. Khi mà Tuấn Anh mới chỉ trở lại thi đấu sau chấn thương và Vũ Văn Thanh thì vào lúc này vẫn chưa thể góp mặt trong đội hình. 4 trong số 7 bàn thắng mà Anh Gia Lai sở hữu cho tới thời điểm này đến từ trận đấu khai mạc. Quả người rất hay. Đó là pha xử lý của Minh Vương. Tâm lý thi đấu đang được giải tỏa. Đăng Hưng! Rồi! Và đó là bàn thắng thứ 2 dành cho Anh Gia Lai. 2-0. 2-0 cho đội chủ nhà. Sự hưng phấn về mặt tâm lý giúp cho các cầu thủ của Anh Gia Lai đang có một màn trình diễn tốt. Từ tình huống xử lý cá nhân của Minh Vương và rất hợp lý với pha va chạm cùng với tình huống phối hợp cùng với Trevor Ross. Hai cái tên đã ghi bàn cho tới thời điểm này, Văn Toàn và Triệu Việt Hưng, đều là những cầu thủ quan trọng. Nếu như Văn Toàn đã quá quen thuộc với huấn luyện viên Lee Chang-jin thì Triệu Việt Hưng vào lúc này đang là một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở mùa giải năm nay. Cơ hội đã đến quá dễ dàng với Triệu Việt Hưng. Tỷ số là 2-0. Bàn thắng thứ 8 của Anh Gia Lai ở mùa giải này. Và đầu tiên ở mùa giải năm nay họ ghi được 2 bàn trên sân Pleiku. Triệu Việt Hưng và Yaoman vừa va chạm với nhau. Người bị thổi phạt là tiền vệ của Anh Gia Lai. Nhưng Cao Si thì cũng không phải là tay vừa. Hãy cùng xem lại tình huống này. Hơn bao giờ hết, người mộ của Hoàng Gia Lai đang chờ đợi vào sự trở lại của Vũ Văn Thanh. Sự thiếu vắng về mặt lực lượng ở mùa giải này bằng những lý do khác nhau, từ chấn thương, thẻ phạt cho tới những cầu thủ trụ cột đã chuyển sang nước ngoài thi đấu như Lương Xuân Trường và Công Phượng, đủ để cho người ta thấy tầm quan trọng của những cầu thủ được coi là công thần trong lứa Hoàng Gia Lai chịu trách nhiệm cho thành tích của đội bóng này ở những mùa giải gần đây như là Văn Toàn, Văn Thanh và bây giờ là Minh Vương, Triệu Việt Hưng sẽ quan trọng như thế nào. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng của Triệu Việt Hưng. Bóng đã chạm vào chân của một hậu vệ Than Quảng Ninh, đó là Hoa Hùng, trước khi tìm tới vị trí của Triệu Việt Hưng. Đấy là Phan Thanh Hậu. Trọng tài Trương Vũ vừa rồi cũng đã sử dụng thẻ vàng thứ 3 của trận đấu ngày hôm nay. Lợi thế dành cho đội bóng đỏ. Hồng Duy! Đó lại là một tình huống xử lý cá nhân của Nguyễn Phong Hồng Duy. Cú sút đã bị chặn lại trước tiếng lăn xả của cầu vệ Than Quảng Ninh. Trọng tài Trương Vũ có lý khi để cho cầu thủ Anh Gia Lai được hưởng phát lợi thế trong tiếng vừa rồi. Hoa Hùng. Lần này là một tình huống đường vào tầm thấp. Diachenko.
Tuyến ơi, đó là cú sút của Nhật Bình. Trọng tài từ Ngô Duy Lân đang phải nhắc nhở đối với ông Nguyễn Tấn Anh, người có lẽ đã có những phản ứng. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, Hoàng Gia Lai đang dẫn trước Than Quảng Ninh với tỷ số 2-0. Rất nguy hiểm. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này Laszlo Neven có một pha băng vào để tận dụng chiều cao của mình trong những tường cố định. Diachenko, Laszlo Neven, đó là những điểm đến thường xuyên sau các tình huống đá phạt góc của Nghiêm Xuân Tú. Không được. Đã có một tiếng đánh đầu chiến thuật khá tốt vào phía trong, nhưng trọng sáng của anh Gia Lai vẫn có mặt đúng lúc để giải nguy. Người đã có tình huống đánh đầu lái trái bóng vào phía trong, đó là Hải Huy. Quả đá phạt góc thứ 6 của Than Quảng Ninh. Sút bóng. Hàng loạt những cơ hội được tạo ra về khung thành của thủ môn Vega Jesma trong những phút cuối của hiệp 1. Đây là quả đá phạt góc thứ 4 liên tiếp. Chúng ta sẽ cùng xem lại và dứt điểm của Dương Văn Khoa. Thời gian đá bù giờ dành cho hiệp 1 sẽ là 2 phút. Mọi thứ đã được giải quyết. Anh Gia Lai vừa phải đối mặt với 4 tình huống phạt góc liên tiếp. Ở phía trong thì Diachenko chưa có được một cơ hội nào. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi là một trong hai trận đấu của vòng đấu thứ 5 diễn ra trong buổi chiều ngày thứ 7. Trận đấu còn lại sẽ là cuối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa câu lạc bộ Viettel và Dương Nam Hà Nam Định. Đó là trận đấu mà quý vị các bạn cũng sẽ theo dõi trực tiếp trên kênh Bóng Đá TV. Quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Nghiêm Xuân Tú. Rất nguy hiểm, vẫn không vào. Một cơ hội quá tốt để cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Một tình huống mà Kelsey Yao Herman gần như là đã băng vào trong tư thế không có người kèm. Hãy cùng xem lại tiếng này. Quá đáng tiếc, cứ đi rất gần, bóng khẽ chạm vào cột dọc. Không được. Yaoman đánh đâu. Một chút nữa thôi là đã có bàn thắng đầu tiên cho Than Quảng Ninh. Vẫn chưa đủ khó để đánh bại được thủ môn Vega Jesma. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha đánh đầu nối của Diachenko. Khoảng cách là chưa tới 5 mét. Tình huống tấn công của Than Quảng Ninh đã kết thúc. Cầu thủ chạm bóng cuối cùng là Nhật Minh. Cho tới điểm này thì tỷ số của trận đấu trên sân Pleiku vẫn đang là 2-0. Cả hai bàn thắng đều được ghi ở trong hiệp 1. Nếu duy trì được tỷ số này thì Hoàng Gia Lai sẽ có trận thắng thứ 2 trong mùa giải. Điều quan trọng là họ sẽ chấm dứt được chuỗi trận thua liên tiếp đang khiến cho người hâm mộ của đội bóng Phố Núi cảm thấy vô cùng thất vọng. Đây cũng là trận đấu để lại khá nhiều những điểm sáng với cách thức chuẩn bị đội hình chiến thuật cho cuối đầu ngày hôm nay và cách thức chơi của anh Gia Lai. Một lối chơi định hình rõ ràng hơn thay vì tấn công trong bế tắc và tuyệt vọng ở hai trận đấu sân nhà gần nhất.
Diachenko. Xuân Tú. Trọng tài vẫn đang cho trận đấu được tiếp tục. Bây giờ thì ông Trường Vũ mới cắt còi. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Than Quảng Ninh. Bóng đã chạm tay của Minh Vương. Vẫn là sự chờ đợi từ những quả tạt của Nghiêm Xuân Tú. Chơi như thế này thì cửa tìm kiếm bàn thắng cho Than Quảng Ninh đang là không nhiều. Hai mươi phút thi đấu của hiệp hai đã trôi qua, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đang nắm vững lợi thế dẫn bàn, tỷ số vẫn đang là 2-0. Sai lầm của Laszlo Neven. Và sẽ có cơ hội cho Hoàng Gia Lai từ một quả đá phạt trực tiếp. Thẻ vàng. Thẻ vàng sau tình huống xử lý lóng ngóng của Laszlo Neven và anh buộc phải phạm lỗi đối với Trevor Watts. Chúng ta vừa được xem lại tình huống xử lý lóng ngóng của trung vệ bên phía Than Quảng Ninh. Sẽ là quả đá phạt của Minh Vương. Minh Vương vẫn chưa thể hiện được tài sút phạt tại V-League năm nay. Đây là quả đá phạt thứ 3 kể từ đầu giải với những tình huống sút bóng lên trời như vậy. Diachenko, Yao Herman cũng như là Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú mà Hồng Quân chưa thấy một pha phối hợp tốt nào gọn. Chevrolet phía trong là Văn Toàn, thêm một cơ hội nữa dành cho anh ra đây. Văn Toàn, cú đúp dành cho Văn Toàn và tỷ số là 3-0. Một trận đấu miễn chê của Văn Toàn và một trận đấu có thể nói là hết sức ấn tượng về phương diện hiệu quả đối với đội bóng của huấn luyện viên Dương Minh Ninh. Tỷ số là 3-0. Những pha phối hợp phản công có thể nói là cực tốt của cầu thủ Anh Gia Lai. Bóng được đập đến tận gôn và Văn Toàn lần này đã có một tình huống ghi bàn dễ dàng hơn so với pha solo với nỗ lực cá nhân của mình trong hiệp 1. Số của trận đấu là 3-0 khi mà hiệp 2 trôi qua được một nửa thời gian. Một lần nữa thì Than Quảng Ninh để thua đậm trên sân Pleiku. Họ đã phải đón nhận 3 bàn thua
chỉ còn kém một bàn so với trận thua đậm trên sân Pleiku ở mùa giải năm ngoái. Năm ngoái thì Thái Quảng Ninh đã để thua với tỷ số 0-4 tại đây. Vậy là Hoa Hùng bên phía Thái Quảng Ninh cũng đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Đây là một trận đấu mà ở vị trí tiền vệ tấn công, Minh Vương đóng vai trò cầu nối quá tốt. Văn Toàn cũng đã tỏa sáng. Và với kết quả này, người hâm mộ của anh Gia Lai chờ đợi nhất có lẽ là một bàn thắng dành cho Shevowatch, một ngoại binh được kỳ vọng nhiều. Diachenko dứt điểm, bàn thắng đã đến với Thanh Quảng Ninh. Đó là bàn thắng đầu tiên, pha ghi bàn của Yao Herman. Tỷ số là 3-1 nhưng về Hoàng Gia Lai, hai bàn thắng chỉ trong vòng ít phút. Bàn thắng đầu tiên nhen lên hy vọng cho câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh. Cách biệt bây giờ được rút ngắn xuống còn 2 bàn. Trong 20 phút thi đấu còn lại của thời gian thi đấu chính thức thì các cầu thủ Hoàng Gia Lai sẽ phải chơi cực kỳ tập trung. Đây là tình huống mà chiến lý trọng tài đã không căng cờ báo hiệu việt vị đối với Kelsey Yao-Herman. Phút 70, 4 bàn thắng đã được ghi trên sân vận động Pleiku. Không được. Hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh bẫy việt vị khá tốt đối với Shevowatch ở tình huống dẫn tới bàn thua của Văn Toàn. Thì các cầu thủ Than Quảng Ninh đã mắc sai lầm ở vị trí hậu vệ cánh trái với pha xử lý không thành công của Dương Văn Khoa. Đi chạy cô 3-2 rồi. 3-2. Cách biệt chỉ còn là một bàn, những diễn biến rất nhanh trên sân đồng Pleiku. Hai bàn thắng liên tiếp dành cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Từ vị thế dẫn trước hai bàn so với đối thủ, bây giờ Hoàng Gia Lai chỉ có một bàn dẫn trước mà thôi. 5 bàn thắng đã được ghi, đủ để người ta hài lòng về một trận cầu giàu tính cống hiến và bùng nổ về số lượng bàn thắng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Hàng phòng ngự của anh Gia Lai đã chơi rất chắc chắn trước phút thi đấu thứ 69. Nhưng bây giờ thì họ lại chơi có thể nói là như mơ ngủ. 5 cầu thủ phòng ngự của anh Gia Lai không thể ngăn cản được pha phối hợp vừa rồi giữa Hải Huy và Diachenko. Tỷ số là 3-2. Quá nhanh. Và với cách biệt này thì chưa có gì là đảm bảo cho anh Gia Lai cả. Họ rõ ràng có thể duy trì một nhịp độ thi đấu, một cách thức thi đấu để đảm bảo tốt hơn khi đã dẫn tới 3 bàn. Đáng tiếc là bây giờ lợi thế dẫn trước tưởng như là vững chắc lại không được duy trì tốt. Căng thẳng giữa Nguyễn Phong Hồng Duy và Hoa Hùng đối với hậu vệ của Thanh Quảng Ninh không cần thiết phải có những phản ứng như vậy, đặc biệt khi anh đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Và hơn thế nữa thì Thanh Quảng Ninh vẫn đang bị dẫn trước với cách biệt là một bàn. Trước khi diễn ra những pha va chạm này thì trọng tài Trường Vũ đã cắt còi. Lỗi thuộc về Yao-Herman. Đây là trận đấu thứ 2 ở vòng đấu thứ 5 có 5 bàn thắng được ghi. Trước đó là trận đấu Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua BKMX Bình Dương với tỷ số 3-2.
Hiệp 2 là hiệp thi đấu mà các ngoại binh của Than Quảng Ninh đã chơi tốt hơn nhiều. Và họ đã lần lượt ghi bàn, giúp cho Than Quảng Ninh chỉ trong vòng có 3 phút đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2. Diachenko nỗ lực thuộc về Hải Huy. Các cầu thủ Than Quảng Ninh cho rằng trọng tài Trường Vũ cần phải thổi phạt khi mà Hải Huy đã bị phạm lỗi trước khu vực 16m50. Lạnh lùng để mang về hai bàn thắng cho đội nhà. Nhưng trong khoảng 5 phút thi đấu vừa qua thì tâm lý thi đấu của các cầu thủ Than Quảng Ninh phần nào đó đã thể hiện sự nóng vội. Họ rất dễ bị đẩy vào những tiếng tranh cãi sau những pha va chạm. Điều cần thiết là tập trung vào trận đấu. Cơ hội phía trước còn rất nhiều. Người bị phạm lỗi là Minh Vương. Minh Vương. Không có lỗi, phản công dành cho đội áo xanh. Nghiêm Xuân Tú. Cầu thủ đã giành lại quyền kiểm soát bóng cho Gia Lai, đó là Văn Toàn. Mọi thứ đang diễn ra rất khẩn trương với đội áo xanh. Họ hiểu rất rõ cơ hội dành cho mình khi cách biệt chỉ còn là một bàn. Hải Huy, Mã Hồng Quân. Các số liệu chuyên môn của V-League sau 5 vòng với những trận đấu đã diễn ra cho tới thời điểm này là 86 bàn thắng được ghi. Ở vòng đấu thứ 5 này vẫn còn có 3 trận đấu diễn ra vào ngày mai, cùng với trận đấu muộn giữa Viettel và Dược Nam Hà Nam Định sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ. Trận đấu mà chúng ta đang được theo dõi trên sân Pleiku là trận đấu thứ hai vòng đấu này, có 5 pha lập công. Thành phố Hồ Chí Minh với thắng lợi 3-2 trên sân của BKMX Bình Dương đã vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó thì trận đấu giữa Sana Khánh Hòa Việt Nam gặp câu lạc bộ Hà Nội để kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Hồng Duy đẩy tốc độ trận đấu lên cao không phải là một giải pháp hay. Như vậy là sẽ có một chiếc thẻ phạt nữa. Thẻ vàng dành cho Hoa Hùng. Đây là pha phạm lỗi với Nguyễn Phong Hồng Duy, người mà trước đó Hoa Hùng đã có tình huống va chạm ở sát đường biên ngang.
Hồng Duy. Nghiêm Xuân Tú. Bóng không tới được vị trí của Diachenko. Xử lý rất hay, đó là Đức Lương. Văn Khoa. Nghiêm Xuân Tú. Thì bóng không thành công. Bên ngoài sân thì cao thủ Thang Quảng Ninh có sự khởi động của Tiến Duy. Tiến Duy cũng đã vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với câu lạc bộ Quảng Nam. Phút 80. Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn trước với tỷ số 3-2. Tiến Duy sẽ được đưa vào sân để thay thế cho vị trí của Hoa Hùng. Diachenko có phần sửa lưng so với vị trí của Yao Herman. Hoa Hùng. Bây giờ thì lợi thế về mặt thể lực của các ngoại binh Than Quảng Ninh sẽ phát huy tác dụng hơn trong những phút cuối. Liên tiếp là những tiếng tranh cãi và căng thẳng. Vừa rồi là Diachenko và thủ môn Viktor Ziesma của đội chủ nhà. Yao Herman. Trọng tài đã thổi phạt đối với Lê Văn Sơn. Hàng loạt những tình huống phạm lỗi diễn ra trong những phút thiếu vừa qua. Số lượng thẻ vàng mà các cầu thủ phải đón nhận ở chỗ này cũng là không hề nhỏ. Với những cầu thủ như Lê Văn Sơn thì họ cũng phải hết sức cẩn trọng. Bóng vừa chạm đầu của Diachenko. Không được. Cầu thủ băng vào trong tiếng vừa rồi là Tiến Duy. Tiến Duy mới được đưa vào sân để thay thế cho Hoa Hùng. Trên sân thì Nguyễn Hữu Anh Tài đang bị đau. Tuấn Anh sẽ rời sân. Nhưng chỗ cho một cầu thủ có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn, đó là Thanh Sơn. Khi Tuấn Anh vắng mặt ở đội hình xuất phát trong khá nhiều trận đấu tại mùa giải năm nay, huấn luyện viên Dương Minh Ninh sử dụng Trần Thanh Sơn và Triệu Việt Hưng cho các vị trí tiền vệ trung tâm. Hải Huy. Người vừa để mất bóng là Phan Thanh Hậu. Mà Hồng Quân. Mọi thứ đang diễn ra rất mong manh với đội chủ nhà. Tiến Duy.
Trọng tài Trường Vũ lắc đầu. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Một tỷ lệ kiểm soát bóng ổn định từ 60% trở lên luôn được duy trì cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là một pha bóng mà trọng tài Trường Vũ có lẽ là nên thổi phạt sau pha va chạm giữa Thanh Sơn và Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân rời sân để nhường chỗ cho Phạm Trung Hiếu. Giang Trần Quách Tân cũng sẽ được sử dụng. Yao Herman, người đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Than Quảng Ninh ở trận đấu ngày hôm nay, rời sân để nhường chỗ cho Giang Trần Quách Tân. Những tính toán cuối cùng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Phút 86, tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Dương Văn Khoa. Con đường ngắn nhất tới khung thành của thủ môn Victor Jesma. Tiếp tục là những quả tạt. Laszlo Neven. Nghiêm Xuân Tú không thể đưa được bóng vào phía trong. Đặt bóng khá dẻo. Sự gẹp liên tiếp hướng tới khung thành của thủ môn Victor Jesma khi mà cách biệt chỉ còn là một bàn. Đây sẽ là những phút có thể nói là cực kỳ hồi hộp với các cổ động viên của đội chủ nhà. Đội bóng của họ vừa có 3 trận thua liên tiếp. Và khi đã dẫn trước đối thủ tới 3 bàn thì các cổ động viên của Hoàng Gia Lai chờ đợi vào một trận đấu mà họ sẽ ngắt được mạch thua này trước một đối thủ quen thuộc thường để thua đậm trên sân Pleiku là Than Quảng Ninh. Họ đã làm được điều đó khi dẫn trước 3 bàn, nhưng bây giờ lại phải đón nhận những khoảnh khắc cực kỳ hồi hộp cho những phút cuối. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho Minh Vương. Minh Vương là người mang băng đội trưởng của Hoàng Gia Lai sau khi Tuấn Anh rời sân. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Sự thay đổi về chiến thuật của huấn luyện viên Dương Minh Ninh cho những phút cuối sẽ là sự xuất hiện của Thân Thắng Toàn. Cầu thủ có chiều cao 1m79 sẽ đóng góp nhiều hơn cho những tình huống tranh chấp bóng bổng để giữ vững an toàn cho khung thành của thủ môn Victor Jesma. Tiến Duy. Thời gian không còn nhiều.
Diachenko. Sẽ có phạt góc. Rất nguy hiểm. Đi bóng quá dài. Trọng tài xác định trái bóng đã đi hết đường biên ngang. Và phối hợp giữa Nghiêm Xuân Tú và Phạm Trung Hiếu. Phan Thành Hậu đã không thể hoàn thành trọn vẹn trận đấu sau khi được đưa vào sân thay người ở trong hiệp 1. Những toàn tính chiến thuật khi huấn luyện viên Dương Minh Ninh đưa Thương Thắng Toàn vào sân ở những phút cuối. Tỷ số đang là 3-2. Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 sẽ là 4 phút. Trọng tài không thổi phạt. Tiến Duy. Diachenko. Tiến Duy. Những phút đá bù giờ để cho Hoàng Anh Gia Lai cố gắng bảo toàn tỷ số, đồng thời chấm dứt chuỗi những trận đấu không thắng trên sân nhà ở con số 4. Thời gian không còn nhiều, đây là phút đá bù giờ thứ 2. Nghiêm Xuân Tú. Quá người khá hay nhưng không thể vượt qua được Nguyễn Hữu Anh Tài. Tiến Duy. Diachenko. Toàn bộ đội hình của thằng Quảng Ninh đã tràn sang phía phần sân của anh Gia Lai. Lỗi của Lasco Neven. Lasco Neven đã phải nhận một thẻ vàng trước đó. Thẻ vàng thứ hai. Than Quảng Ninh chỉ còn 10 cầu thủ trong 2 phút đá bù giờ ngắn ngủi còn lại. Lasco Neven tự làm khó mình, xử lý bóng không tốt, dẫn tới việc để cho anh Gia Lai có cơ hội phản công. Và sau đó anh buộc phải phạm lỗi với Văn Toàn. Cơ hội để giành trọn vẹn 3 điểm với Hoàng Anh Gia Lai đã trở nên cực kỳ rõ ràng. Khuôn mặt trầm tư của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.
hy vọng rất lớn sau khi các cầu thủ của ông ghi được hai bàn thắng để cho các cầu thủ Thanh Quảng Ninh duy trì hy vọng về việc có được một điểm. Nhưng Pleiku vẫn là đất giữ với đội bóng đất mỏ. Sẽ là lần thứ tư liên tiếp họ không có được một kết quả tốt. Diachenko. Nghiêm Xuân Tú. Phút đá bù giờ thứ 5. Đây là thời gian đá bù giờ khi đội ngũ y tế vào sân chăm sóc cho chấn thương của Lê Văn Sơn. Đây có lẽ sẽ là tình huống lên bóng cuối cùng. Diachenko. Không được. Bóng được phá rất mạnh lên phía trên. Và trọng tài chính Trường Vũ đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Than Quảng Ninh. Cú đúp của Văn Toàn và bàn thắng của Triệu Việt Hưng giúp cho Hoàng Anh Gia Lai vượt qua đối thủ với cách biệt xít sao với tỷ số 3-2. Hy vọng đã được nhen nhóm cho Than Quảng Ninh, nhưng họ không thể làm nên chuyện sau hàng loạt những tướng hãm thành ở những phút cuối. Đây là thắng lợi thứ hai của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay, trận thắng đầu tiên trên sân nhà của họ, giúp cho đội bóng huấn luyện viên Dương Bình Ninh giải tỏa được phần nào sức ép sau 3 trận thua liên tiếp. Trong khi đó thì Than Quảng Ninh sau 2 thắng lợi liên tiếp gần đây đã bị chặn đứng ở vòng đấu thứ 5. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp Than Quảng Ninh của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.